Trong trường hợp này phải ghi là sai option. Nếu em sửa lại là sai choice được không? Sai option. Dạ em nghĩ là được thầy. Tại sao thầy ghi là sai option mà thầy không ghi là sai choice? Mời bạn Đào Minh Chánh. Em nghe. Tại sao thầy ghi là sai option mà thầy ghi là sai choice? Dạ thầy, em nghĩ cái option là những cái chỉ định, những cái phương pháp mà bác sĩ đưa ra cho người bệnh nhân. Còn choice thì em nghĩ là trong những cái phương pháp đó thì bệnh nhân sẽ chọn lựa cái phương pháp, tại vì nó tùy theo cái kinh tế hay là một số vấn đề khác của bệnh nhân.